Hôm nay em sẽ hướng dẫn các khán giả cách chép danh bạ từ điện thoại Samsung cũ sang điện thoại Samsung mới. Thì cái cách mà chép danh bạ từ điện thoại Samsung cũ sang Samsung mới, cái cách mà nhanh nhất thì đây là cái cách mà vô cùng hiệu quả như sau. Đầu tiên thì anh chị mở cái mục danh bạ của mình lên. Danh bạ cái hình màu vàng nè. Anh chị lưu ý là mở cái mục danh bạ có cái hình màu vàng ở đây. Mở lên. Đó. Thì anh chị tiến hành bấm vào ba chấm ở đây. Và mình bấm chia sẻ các danh bạ. Thì cái cách này nó sẽ chia sẻ những cái danh bạ dưới 1.000 danh bạ. Thì mình bấm chia sẻ danh bạ này. Và trên cùng nó có dấu chọn tất cả, anh chị chọn vào cái chữ tất cả ở đây là cái dấu tròn đây nè. Mình chọn vào. Và dưới cùng mình bấm vào chia sẻ. Sau đó nó hỏi mình chia sẻ cái gì, Bluetooth hay là cái gì thì mình bấm Bluetooth. Nhưng mà anh chị nên nhớ là anh chị phải bật Bluetooth ở trên cái thiết bị bên này lên. Mình bật Bluetooth lên. Rồi xong, mình bấm chia sẻ bằng Bluetooth ở bên đây. Chia sẻ bằng Bluetooth. Lúc này nó sẽ dò cái thiết bị ở bên đây và nó tìm kiếm. Anh chị cứ để im cho nó tìm kiếm. Cái thiết bị bên đây là Samsung Note 20 nè, nó hiện tên ở đây luôn. Và anh chị cứ cho nó tìm kiếm. Nếu như mà nó không tìm kiếm ra hoặc là nó tìm kiếm lâu á thì anh chị có thể vuốt xuống để chọn Bluetooth ở trên đây. Đây bây giờ nó đã tìm kiếm ra rồi và anh chị bấm vào Note 20. Rồi nó hỏi anh chị là có cho truyền file hay không? Và file bên đây truyền qua đây có chấp nhận hay không? Thì anh chị bấm chấp nhận. Xong, ở đây nó đã ghi là đã nhận file danh bạ. Và mình bấm hoàn tất. Thì bây giờ mình bấm vào trong cuộc gọi nè. Mình bấm vào danh bạ. Xem coi danh bạ nó có giống nhau không. Đấy. Anh chị nhìn hai bên danh bạ và nó giống y chang nhau luôn. Rất là đơn giản. Anh chị nhìn xem là hai bên danh bạ y chang nhau luôn. Rồi và bây giờ em sẽ xóa hết danh bạ ở bên đây. Em làm lại một lần nữa. Cái cách vừa rồi là dành cho những cái danh bạ của điện thoại mà khách hàng ít, nghĩa là dưới 1.000. Cái danh bạ mà trên 1.000 danh bạ ở trên máy thì mình không dùng cách này được, thì mình dùng cái cách khác. Và anh chị lưu ý, danh bạ trên 1.000 danh bạ là không sử dụng cách này được, chỉ có sử dụng là dưới 1.000 mà thôi. Và nếu như trên 1.000 thì mình dùng cách sau đây. Anh chị thoát ra này. Ở trên cái trung tâm điều khiển anh chị vuốt xuống. Và trên trung tâm điều khiển anh chị vuốt xuống. Thì anh chị sẽ thấy được ở đây nó có hai cái mục gọi là chia sẻ nhanh. Đây, đây là chia sẻ nhanh. Anh chị chọn vào chia sẻ nhanh. Ở đây anh chị chọn vào chia sẻ nhanh ở bên đây. Trên điện thoại cũ là anh chị chọn vào chia sẻ nhanh. Còn trên cái điện thoại mới anh chị cũng bấm vào cái chia sẻ nhanh luôn. Thì thường á, là nó nằm trên cái trung tâm điều khiển thì nó nằm bên đây, không có thì nó nằm bên đây. Và anh chị tiến hành chọn vào cái chia sẻ nhanh ở đây luôn. Thì đây, cái hình tròn và nó có cái dấu mũi tên nằm chỉ qua bên phía tay phải là cái biểu tượng chia sẻ nhanh. Khi mà anh chị chọn vào á, thì nó hỏi là anh chị sẽ chia sẻ với ai. Thì anh chị bấm vào cái dòng ở dưới cùng. Anh chị chọn vào cái mục là bất cứ ai ở gần. Anh chị chọn vào đây. Rồi xong rồi. Bây giờ hai bên đều đã bật chia sẻ nhanh. Anh chị lưu ý là hai cái điện thoại phải bật chia sẻ nhanh lên. Đó, em tắt cái chia sẻ lân cận. Đây, bây giờ hai bên đã bật chia sẻ nhanh hết rồi. Và bây giờ em tiến hành. Em chép danh bạ. Ở đây, danh bạ ở trên cái điện thoại cũ, anh chị lại bấm vào cái danh bạ vào cái mục màu vàng này. Thì đây, em cho anh chị xem ở đây không có danh bạ nè. Và mình bấm vào ba chấm ở đây. Mình lại chọn vào chia sẻ danh bạ.
và mình lại chọn vào cái tích tất cả ở đây, chọn tất cả danh bạ và mình bấm vào chia sẻ, thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái gọi là chia sẻ nhanh, anh chị thấy không? Và nó hiện cái Note 20 Ultra kế bên đây, và anh chị cứ bấm vào chia sẻ nhanh cho em, bấm vào chia sẻ nhanh. Lúc này nó sẽ xuất hiện Note 20 ở đây, bấm vào đó, rồi bên đây nó hỏi anh chị có nhận hay không thì anh chị bấm chấp nhận, sau đó mình bấm mở nè và bấm cho phép. Nó hỏi mình có muốn nhập hết những cái danh bạ này vào hay không thì mình bấm chữ nhập. Rồi nó hỏi mình nhập ở đâu, nhập lưu vào điện thoại hay lưu vào tài khoản Google, cái này thì mặc định anh chị thích chọn cái nào thì chọn đó, và em chọn đại trên điện thoại, sau đó em ok. Và bây giờ anh chị xem danh bạ lại qua hết rồi, này danh bạ lại qua hết y chang luôn, không có khác một cái gì hết, rất là đơn giản và rất là dễ thực hiện. Anh chị xem thì ai cũng có thể làm được. Và video đến đây là kết thúc. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các khán giả trong video lần sau.